Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với công ty HCTech. Thì hôm nay em có một cái phụ kiện sử dụng cho bơm hút chân không, đó chính là cánh quạt làm mát cho bơm chân không. Đấy, bơm chân không này. Thì cánh này có tác dụng là làm mát cho bơm. Thì vị trí nắp của cánh nằm ở đây. Đây, mình sẽ tháo sẵn cái bảo vệ cánh như này nhá. Thì đây là cánh cũ của bơm. Vì sao nghe nguyên nhân vì sao cánh này sẽ bị hỏng là do quá trình chúng ta hoạt động. Đấy, thì các cái dị vật có thể đi qua những cái lỗ như thế này vào trong bên trong cánh, làm va chạm và làm lệch cánh này, thì cái cánh này sẽ bị văng ra và đập vào cái bảo vệ này, thì hoặc một cái dị vật ở đấy sẽ làm hỏng cánh này. Thì sau khi làm bị hỏng chúng ta cần phải thay thế, thì đây chính là cái phụ kiện mà thay thế cho bơm chân không. Đấy. Đấy, cánh này thì có tác dụng làm mát cho buồng bơm. Các bạn thấy buồng bơm đấy, cánh sẽ làm thổi làm mát cho cái buồng bơm này. Khi chúng ta hoạt động cánh sẽ quay và thổi khí vào buồng bơm, tản nhiệt cho bơm, không tránh để làm cháy các phụ kiện bên trong như là phách dầu, lọc dầu, như là phớt đi sẽ bị nóng quá sẽ bị chết. Vì vậy chúng ta cần phải thay thế khi cánh bị hỏng. Thì nguyên nhân dẫn đến cánh bị hỏng là do cánh quay lâu ngày bị rung lắc hoặc là bị các dị vật bay vào bên trong này, thì nó sẽ làm hỏng cái cánh quạt này. Đây con lưới chặn bảo vệ cho cánh. Thì để có thể mua được cánh quạt làm mát cho bơm hút chân không thì vui lòng liên hệ đến hotline của công ty 0904643816 hoặc 0902176051 để được tư vấn cũng như là có giá cánh quạt bơm chân không giá cả cạnh tranh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.